Một giai điệu cũng rất quen thuộc để chúng ta cùng nghe âm thanh của cây đàn Klingel này. Một cây đàn mà có giá chi tiêu có thể nói vui là siêu tiết kiệm. Rất là rẻ. Và có âm thanh này nghe rất là hay. Tôi nói âm thanh rất hay, rất rẻ. Mặc dù cái tên của nó thì có vẻ không quen thuộc lắm, nhưng nó là được sản xuất tại Nhật. Được người Nhật Nhật sử dụng một thời gian rồi họ lại bán ra cho những đất nước đang phát triển như chúng ta sử dụng, hoàn toàn rất là tốt. Tôi nghĩ rằng là chúng ta có một thời kỳ đi xe máy, gọi là xe máy bãi đấy. Thì đây cũng như là những cây đàn bãi như vậy. Nó được sản xuất tại Nhật nên rằng cái chất lượng và cái hiệu quả nó còn rất tốt. Tôi dám nói rằng là nó còn tốt hơn cả những cây đàn mới mà sản xuất ở những cái nước mà không có chất lượng cao về nội dung sản xuất, thì không thể bằng được những cây đàn như thế này. Bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím để các bạn cùng xem. Các bạn thấy đấy, cái cường độ âm thanh của cây đàn này từ những phím trầm cho đến phím cao nó hoàn toàn rất là đều với nhau. Nhiều cây đàn là đến phần cao là nó sẽ bị nhỏ đi, nhưng cây này hoàn toàn không bị như vậy. Đấy là một điều rất tuyệt vời. Màu sắc âm thanh đồng đều, mặt lực trên phím rất là tốt. Tôi nghĩ rằng là một ai đó mà nghĩ đến cái chuyện chi tiêu tiết kiệm và bắt đầu cho con em mình học đàn piano, hãy tìm đến cái cây đàn như thế này. Cảm ơn các bạn.